xoa rối nhiều gâu, từ giờ không còn là nỗi lo của tôi nữa. Hai mấy bà thường chăm sóc tóc và da đầu như thế nào? Mỗi khi tới mùa nắng gắt, hở tí là gâu và đổ mồ hôi đầu. Riêng tôi thì auto chăm sóc tóc bằng bộ đôi dầu gội xả nhà The Caffeine nè. Mấy bà thử dùng đi, rồi đừng có mê như tôi à nha. Nhờ bộ đôi này mà tôi đã cải thiện được tình trạng tóc bết, đổ dầu nhơn, khô sơn và gãy rụng. Combo này dung lượng khá là to á, mùi siêu thơm mà relax giả man luôn á mấy bà. Với chiết xuất đậm từ thiên nhiên nên xài thấy ưng lắm. Cụ thể là em dầu gội này nè, chiết xuất bưởi và bồ kết luôn á. Nghe tới là thấy tóc đẹp rồi ha. Mấy bà nhớ massage đều và để lại trên đầu từ 5 tới 6 phút rồi mới xả sạch lại với nước nha. Mới gội đầu thôi mà thấy cái đầu sạch sạch mát mát rồi á. Giờ tiếp tới là em dầu xả này ha. Em này thành phần chính là chiết xuất từ bưởi nha, mùi thơm giả man luôn á mấy bà. Vuốt tới đâu trơn tới đó luôn ý, phải thích thích con mắt rồi chứ gì. Bộ đôi này đảm bảo không có côn, silicone và paraben luôn nên cứ là an toàn với mọi loại da đầu. Xài xong bộ này thấy tóc đỡ gâu, dầu và tóc còn giảm gãy rụng, cũng mềm hơn luôn nè mấy ní. Còn mấy bà thì sao? Nhớ phải chăm sóc tóc của mình thật chắc khỏe và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với da đầu của mình. Còn link sản phẩm tôi sẽ để ở bên dưới nha. Bye.